mạnh rồi cái kiểu gì sao không thở. Còn sao cơ? Còn bóp này nay ai muốn nói em nha. Trời ơi, còn mấy cái thôi mà bán không kia là thấy lạ lắm rồi đó. Ủa, thấy lạ rồi đó, là thấy giận rồi đó, thấy buồn rồi đó. Rồi, ai mua option nữa thì nói em nha. Ai mua option nữa, một hộp 750. Nếu mà không chuẩn hàng của Hàn Quốc thì tìm em. Trời, ngày nào cũng đứng bán hết chứ, ngày nào cũng đứng bán hết chứ. Hôm nay ai mua hai hộp được tặng một cây son. Hai hộp option tặng liền cho cây son. Em lấy chai tẩy chai chết nhé chị, rồi chấp nhận buông bỏ luôn. À bé ơi, chấp nhận buông bỏ ơi. À, hôm qua em đặt chị hai cái chai gì chị quên mất rồi. Hai chai gì nè? Hai chai sữa rửa mặt đúng không? Trời ơi, hôm nay có hai chai chốt cho em luôn. Ừ đúng rồi nè, từ sáng giờ kiếm không có đó. Rồi, hai chai của em chấp nhận buông bỏ ha. Hôm qua em nói hai chai sữa rửa mặt, ngày mai chế gửi hàng cho em nha. Rồi, với một chai tẩy da chết luôn ha. Em lấy cái bình thủy tinh. Rồi, khoan, tẩy da chết cho con bé chấp nhận buông bỏ. À, từ sáng giờ chị kiếm hàng định chốt cho em đó, chấp nhận buông bỏ. Trời, hàng cái hàng xì ca nó cháy hàng kinh khủng luôn. Rồi, trái hàng mà chế khổ tăng luôn á. Có mấy chế gì đặt mà còn chưa có chấp nhận buông bỏ nè. Nay mua cái gì cũng được tận luôn á. Chấp nhận nè, buông nè, bỏ nè, 250 nè. Em mà xài cái tẩy da chết này thích á, em mà xài tẩy da chết này thích em quay lại tìm chế nha. Cái tẩy da chết này chế bao luôn cho em, giá đẹp luôn, giá đẹp mà đồ cũng đẹp. Không có em, bình thủy tinh 450 em yêu. Bình thủy tinh 450 nha, bình thủy tinh 450 rồi. Ghi cho chấp nhận buông bỏ một cái phiếu luôn. Ai chia sẻ cho em nữa đó. Rồi, tìm lại giấc mơ em cảm ơn chế luôn. Em cảm ơn chế luôn. Nay ai mua em tặng hàng cho. Chấp nhận nè. Mua hai hộp ống sơn tặng luôn. Em cũng chế thương em lắm luôn á thiệt. Chế tìm hàng cho em mà chế không có nói điêu đâu nha. Từ hồi sáng tới giờ mà chế tìm mình nếu muốn lộn nổ con mắt chế ra luôn. Ráng chốt hàng cho em. Chế còn thiếu nợ 40-50 chai luôn, không có nói điều, thiếu 40-50 chai. Tìm lại nè, tìm lại giấc mơ nè. Mấy giờ á, chốt cái trước cho em đi. Tặng em có em xài, mấy chế kia thì chế cũng có mua rồi, chế mua thêm thôi. Rồi, 450 ha. Rồi, cái bình thủy tinh của mình đâu rồi ta. Đó, chế nào mua nữa nói em nghe. Trời ơi, lát tao bệnh nè, lát hôm nay tao bệnh nè. Dạ, trời mẹ ơi, chế nào mà mua hàng bên em thì cứ yên tâm nha, hàng đi là sẽ có quà. Trời ơi, hôm nay em không có nói điều đâu, em đi có 3-4 đơn thôi mà tao nói ở trong đó dở ra quà không à.